Xin mời người yêu không bao giờ lấy. Đâu là cái gì bao kêu? Anh ơi anh đâu rồi? Em trốn đâu rồi? Bây giờ có tay xin cái gì bao kêu? Đang trốn đấy. Anh tưởng là người ta tiếng chiếu thêm đèn nó là em. Bây giờ còn ít lắm thôi, để em ở lại đây với anh. Anh muốn em ở lại em đi không? Ở lại đi. Em làm gì vậy? Nói tuổi à? Anh cài lại cho. Bằng điều thường xuyên là phải cài lại áo cho mình tiết được trong. Ngon buồn phải cài thật kỹ luôn mới được. Cũng đừng la ra. Kỳ lắm. Không có tổn đâu mà anh muốn. Ok. Xong chưa? Xong rồi. Ok. Bây giờ không cần, bây giờ cuối giờ rồi không cần quảng cáo CD nữa. Bây giờ là hay thôi. Khi nữa ra bán được thêm cái nào thì bán thôi, chẳng cần quảng cáo. Mình vừa mới viết bài hát mà quý vị yêu mến. Là một bài hát ở trong CD Minh Tuyết, nhưng mà cái CD mà đầu tiên của Bằng Kiều Minh Tuyết mà được quý vị ủng hộ rất là nhiều, đó là cuốn CD Bởi Vì Anh Yêu Em. Và ngày hôm nay Bằng Kiều Minh Tuyết xin gửi tới quý vị bài hát chủ đề cuốn CD này, Bởi Vì Anh Yêu Em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you. Sao mình nhờ anh đánh đàn cài hộ kia. Em làm như là không có anh ở đây. Tại vì em nhiều khi em nhờ anh cài, em không cài, em cởi. Sao nhiều khi anh nhầm lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.